Kính chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình Người quan sát của kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam. Thưa quý vị và các đồng chí, trong tuần qua thì thế giới chứng kiến cuộc chiến ngoại giao chưa từng có trong lịch sử quan hệ quốc tế. Trong đó thì gần 30 nước đứng đầu là Anh và Mỹ đồng loạt tuyên bố trục xuất hơn 130 nhà ngoại giao của Nga liên quan tới việc nhà cầm quyền Anh đưa ra tuyên bố cáo buộc rằng nước Nga đứng đằng sau vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal và con gái Yulia bằng vũ khí hóa học. Đáp trả thì Nga cũng thông báo trục xuất 60 nhà ngoại giao Hoa Kỳ đóng cửa lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Saint Petersburg. Trong khi đó thì đã có tới 160 quốc gia không thuộc khối các nước phương Tây đã đề nghị nhà cầm quyền Anh đưa ra các bằng chứng xác nhận nước Nga có liên quan tới vụ việc này. Vì thế mà đã có hàng loạt câu hỏi đặt ra về cuộc chiến ngoại giao chưa từng có tiền lệ này. Và chương trình Người quan sát ngày hôm nay sẽ cùng đưa ra câu trả lời cùng với hai vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu nhà báo Nguyễn Đăng Phát, tổng biên tập tạp chí Bạch Dương, và tiến sĩ Lê Đình Tĩnh đến từ Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại giao. Cảm ơn hai vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình ngày hôm nay. Trước hết thì kính mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi tổng hợp sau đây về cuộc chiến ngoại giao diễn ra trong tuần vừa qua. Tính đến ngày 28 tháng 3, đã có 27 quốc gia, trong đó có Hoa Kỳ và đa số các nước thành viên trong Liên minh châu Âu-EU công bố quyết định trục xuất gần 150 nhà ngoại giao Nga để ủng hộ lập trường của Anh sau vụ cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái bị đầu độc. Đây được coi là cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng nhất giữa Nga với phương Tây kể từ sau vụ sáp nhập bán đảo Crimea. Trước hết, việc các nước phương Tây đánh Hội đồng Nga được xem là chiến thắng ngoại giao của Thủ tướng Anh Theresa May khi chỉ 3 tuần sau vụ đầu độc diễn ra, các đồng minh của Anh đã chấp nhận quan điểm của bà May khi cho rằng Nga đứng đằng sau việc sử dụng chất độc thần kinh cấp quân sự Novichok trong vụ ám sát ở Salisbury, Anh ngày 4 tháng 3. Theo đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel là hai nhân vật ủng hộ quan trọng với kêu gọi hành động của bà May. Pháp hỗ trợ kỹ thuật, giúp phân tích chất độc và có cùng kết luận với Anh. Và với châu Âu, khi cặp đôi Pháp-Đức đồng thuận, mọi thành viên khác sẽ đều phải tuân thủ, bất chấp họ có hài lòng hay không. Dẫu vậy, một cuộc điều tra chung về vụ việc mà phía Nga đang kêu gọi Anh hay một cơ chế điều tra chung của Liên Hợp Quốc do Hoa Kỳ mới đề xuất đang là hy vọng duy nhất có thể làm tan băng những căng thẳng ngoại giao hiện nay giữa các bên. Theo nguồn tin từ châu Âu, Ngoại trưởng các nước thành viên EU sẽ tiếp tục thảo luận về những căng thẳng ngoại giao với Nga vào ngày 16 tháng 4 tới, với hy vọng có thể duy trì các biện pháp trừng phạt cứng rắn lâu dài với Moscow. Tuy nhiên, một làn danh đỏ về việc trục xuất các nhà ngoại giao Nga cũng đã được EU chỉ rõ là các nước châu Âu sẽ không được đi quá xa để tránh trở về thời kỳ chiến tranh lạnh trước đây. Việc các nước phương Tây đồng loạt trục xuất các nhà ngoại giao Nga có thể gây tác động lớn đến mạng lưới tình báo của Nga tại đây. Đa số những quan chức ngoại giao phải về nước lần này bị cho là tham gia hoạt động tình báo tại quốc gia sở tại. Giới quan sát nhận định, các quốc gia phương Tây đã và đang mở mặt trận lớn công kích Nga trên nhiều phương diện. Cụ thể, vụ án vũ khí hóa học ở Anh chỉ là một phần của kế hoạch mở rộng, bao gồm tấn công mạng, công kích về mặt chính trị xã hội, thao túng truyền thông. Không chỉ vậy, các nước phương Tây cũng đang tẩy chay sự kiện World Cup 2018 do Nga đăng cai tổ chức, làm trì hoãn dự án dòng chảy phương Bắc 2 và gây áp lực lên liên minh quân sự Nga-Syria. Thưa tiến sĩ Lê Đình Tĩnh, ông nhận định như thế nào về cách thức đưa ra cái lời cáo buộc rằng Nga đứng đằng sau vụ đầu độc cựu điệp viên hai mang Skripal và con gái Yulia của các nhà chức trách Anh? Tôi nghĩ đây là một cái cáo buộc rất là trực tiếp, rất là thẳng thắn nhằm vào nước Nga. Tôi nghĩ là có lẽ là cũng đi kèm với đó là một cái sự rủi ro về mặt ngoại giao rất là lớn mà nước Anh chấp nhận khi đưa ra cái lời cáo buộc này. Chúng ta biết là cái bối cảnh của cái vụ việc này là trong cái bối cảnh là nước Anh đang rút ra khỏi Liên minh châu Âu, và cái quá trình mà chúng ta gọi là Brexit ấy, nó vẫn còn rất nhiều phức tạp và khó khăn ở phía trước. Do đó là vào cái thời điểm đó thì không có gì bảo đảm rằng là các cái nước châu Âu hoặc là các nước khác sẽ ủng hộ cái động thái của Anh. Do vậy tôi cho rằng là cái việc mà đưa ra cáo buộc như vậy đã hàm ý một cái sự chấp nhận rủi ro. Thế còn về cái tính chất của vụ việc này thì cách thức đưa ra thông tin tôi nghĩ rằng là nó hàm chứa những cái vấn đề hết sức là nghiêm trọng đằng sau đó. Nó không chỉ là một cái vụ việc liên quan đến hai con người cụ thể, mà nó liên quan đến những cái mạng lưới
của các nhà ngoại giao và thậm chí là tình báo của cả hai phía hoạt động ở mỗi bên và những cái vấn đề có liên quan khác nữa. Hiện nay thì cuộc điều tra nó vẫn đang tiếp diễn, do đó thì cũng khó để nói là cái độ xác thực của nó sẽ như thế nào. Nhưng tôi hình dung đây sẽ là một quá trình hết sức phức tạp. Chúng ta đã thấy là có sự tham gia của cái tổ chức cấm vũ khí hóa học, đúng không ạ? Rồi cũng như là nhiều những cái tổ chức và các quốc gia có liên quan khác đã muốn can dự vào cái quá trình này. Thành ra tôi nghĩ rằng nó sẽ là một cái quá trình phức tạp kéo dài và nó phụ thuộc rất nhiều vào cái thiện chí hợp tác của hai bên. Tôi lấy ví dụ như hiện nay Anh vẫn chưa chấp nhận là trao cái bằng chứng mà họ có cho phía Nga. Đấy là một ví dụ thôi ạ. Tôi nghĩ rằng là cái quá trình phía trước còn rất là lâu dài để chúng ta có thể kết luận được là cái cáo buộc này nó có tính xác thực hay không. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Lê Đình Tĩnh. Thưa nhà báo Nguyễn Đăng Phát, ông nhận định thế nào về cái phản ứng của Nga trước những lời cáo buộc này từ phía Anh? Nga thì đã phản ứng một cách rất là rõ ràng và kiên quyết và theo tôi cũng là nhất quán. Khi mà Anh lập tức đưa ra cáo buộc Nga đứng đằng sau vụ việc ấy, và Anh cũng cho biết là cái chất độc Novichok được sử dụng ở đây là xuất xứ từ Nga đấy. Và thì Nga cũng khẳng định là ở Nga không sản xuất cái loại chất độc này nữa. Và như tiến sĩ Tĩnh vừa nói là Nga cũng yêu cầu là Nga được tiếp cận cái bằng chứng này của phía Anh, nhưng cho đến nay thì phía Anh vẫn từ chối. Và Nga trong quá trình phản ứng thì cũng dựa trên cái điều quốc tế từ công ước cấm vũ khí hóa học và cũng dựa vào tổ chức quốc tế là tổ chức cấm vũ khí hóa học, và Nga đòi hỏi là Nga phải được tham gia cái tiến trình này, được tiếp cận những cái bằng chứng mà do London đưa ra và phải có một cái sự tham gia của quốc tế khách quan tổ chức cấm vũ khí hóa học. Ở đây thì theo tôi thấy là như vậy có thể tù trung lại là Nga bác bỏ cái sự dính líu của Nga ở đây, và đồng thời Nga phải đòi minh bạch công khai các cái chứng cứ và cái tiến trình này phải Nga phải được tham gia, các bên, nhiều bên quốc tế phải được tham gia và phải có các chuyên gia về lĩnh vực này thẩm định các cái bằng chứng mà có thể là phía Anh đưa ra. Đã, cảm ơn nhà báo Nguyễn Đăng Phát. Thưa tiến sĩ Lê Đình Tĩnh, theo ông thì do đâu nước Anh lại chọn cái thời điểm là trước cuộc bầu cử Tổng thống Nga có 1-2 ngày thôi để đưa ra cái cáo buộc rằng Nga đứng đằng sau cái vụ đầu độc cựu điệp viên Hai Mang Sergei Skripal và con gái Yulia? Đúng là cái thời điểm mà phía Anh đưa ra cái thông tin này thì rất là nhạy cảm vì nó ngay trước cái bầu cử của Tổng thống Nga. Nhưng mà cũng có cái lý do, cũng có thể có là do cái tác động của cái chất độc nếu có đối với hai cái người mà Anh cho rằng là bị đầu độc ấy, thì nó cũng diễn ra vào xung quanh cái thời điểm đó, vì họ bị bất tỉnh là nhà cầm quyền Anh phát hiện ra họ, thành ra là cái vụ việc đó là nó xảy ra vào đó lúc đó, và chúng ta tạm thời chưa kết luận là do bên nào gây ra, nhưng mà tôi nghĩ là cái thời điểm là nhạy cảm vì nó liên quan đến cái bầu cử ở Nga. Thế thì ở đây nó cũng có những cái cách lý giải khác nhau. Cũng có những người cho rằng là cái mục đích của cái việc tạo ra cái sự kiện này là nhằm tác động đến cái ảnh hưởng đến cái kết quả bầu cử của Nga theo cái hướng tiêu cực. Đấy, tức là làm cho cái sự ủng hộ của người dân Nga và thậm chí một phần nào đó là cộng đồng quốc tế đối với cái cuộc bầu cử là nó giảm đi, bầu cử của Nga nó giảm đi. Nhưng cũng có một luồng ý kiến cho rằng là chính cái sự kiện này thì nó làm tăng cái số phiếu của Tổng thống Putin lên ở cái mức là đột biến hơn so với nếu mà không có cái sự kiện đó. Thì ở đây tôi muốn nói một ý rằng là tôi nghĩ thì Tổng thống Putin không cần cái sự kiện đó để thắng cử, đúng không ạ? Bởi vì là kết quả bầu cử cho thấy là ông đã thắng cách biệt so với cái đối thủ tiếp theo, một cái khoảng cách rất lớn. Ông cũng rất tự tin trong cái quá trình ông vận động tranh cử. Thành ra tôi nghĩ rằng là tôi không rõ là cái sự kiện đó nó có phục vụ mục đích nào đó hay không, nhưng chắc chắn không phải mục đích để thắng, mà có thể tạo ra một cái tác động nào đó đến với bầu cử. Và ngược lại, cái chiều bên kia chúng ta đã nói thì cũng có thể để nhằm làm giảm cái hình ảnh và cái tác động của cái bầu cử này theo cái hướng xấu đi. Thành ra ở thời điểm này thì nó còn nhiều cái ẩn số mà chúng ta chưa làm rõ. Nhưng mà tựu chung lại, tôi nghĩ rằng là về mặt thời điểm mà nói thì nó rất nhạy cảm. Và có lẽ nó có liên hệ đến cái bầu cử Nga theo một cái cách nào đó. Vâng, nhưng vấn đề ở đây thì tôi muốn quan tâm là thưa nhà báo Nguyễn Đăng Phát là cựu điệp viên Sergei Skripal là ai, và liệu rằng Nga có thực sự có động cơ để tiến hành cái vụ đầu độc bằng vũ khí hóa học với ông ấy hay không? Phía Nga thì đã khẳng định là Nga không có lý do gì, không có động cơ gì để mà sát hại ông Skripal và con gái của ông. Con gái của ông là công dân Nga, vâng, sang thăm người bố thôi. Thì nhưng mà hiện nay cũng mọi vấn đề đối với chúng ta chưa thật rõ ràng, và đối với dư luận quốc tế về cơ bản cũng là chưa rõ ràng. Hiện nay cả cái tiến trình đang tranh cãi và đang điều tra, thì theo tôi nghĩ cũng phải chờ thời gian nữa.
Vâng, cho đến nay thì nhà cầm quyền Anh cũng chưa đưa ra những cái bằng chứng xác thực về cái vụ việc này. Tuy nhiên thì phía Hoa Kỳ và nhiều nước thành viên của Liên minh Bắc Đại Tây Dương NATO đã ủng hộ London và thậm chí là đưa ra lệnh trục xuất các nhà ngoại giao của Nga. Vậy thì ông nhìn nhận như thế nào về vấn đề này? Sự ủng hộ của các nước phương Tây mà dành cho Anh ấy, thì tôi có cảm giác như nó là một cái quy trình tự động. Một cái quy trình tự động. Ở đây thì người ta nói đến cái sự ủng hộ, người ta muốn thể hiện là sự ủng hộ Đại Tây Dương giữa các nước châu Âu, rồi liên xuyên Đại Tây Dương giữa các nước châu Âu với Mỹ. Thì khi Anh phân tích và họ yêu cầu cái sự ủng hộ ấy thì các nước đồng minh của Anh và nhiều nước khác đã ủng hộ Anh, mặc dù nhìn từ phía Nga và nhìn từ phía nhiều người khác, nhiều nước khác thì nhiều cái chưa minh bạch, nhưng cái sự cáo buộc Nga nó đã đưa ra một cách quá sớm khi chưa trưng ra những bằng chứng cụ thể. Chẳng hạn như phía Anh Hồng tổ chức những cuộc gặp như đại sứ Anh tại Moscow chẳng hạn, hoặc là Bộ Ngoại giao Anh tại London tổ chức các cuộc gặp các đại sứ các nước đồng minh và một số nước khác. Họ đưa ra những tài liệu và nói rằng đây là những tài liệu xác thực để mà tìm kiếm sự ủng hộ của các nước đồng minh và các nước khác đấy. Thì phía Nga cũng yêu cầu là những cái tài liệu ấy, những cái văn bản ấy cũng cần phải được cung cấp cho Nga để biết, để Nga có thể mà đánh giá, để mà thẩm định. Thì hiện nay câu chuyện đang tranh cãi. Nhưng ở đây có vấn đề người ta nói đến nhiều nữa là tại sao lại nổ ra cái vụ này và tại sao lại Thủ tướng Anh tìm kiếm cái sự ủng hộ của các nước châu Âu và Mỹ và các nước khác như thế. Thì người ta nói đến nhiều vấn đề ngoài quốc tế ra, có những vấn đề nội bộ. Vấn đề nội bộ đối với ba Thủ tướng Anh cũng đang phức tạp trong câu chuyện Brexit, trong câu chuyện ghế thủ tướng liên minh vân vân. Thì ngay cả ở Mỹ cũng có vấn đề này. Ở Mỹ thì gần đây sau khi ông Trump trúng cử thì những cái chiến dịch chống Nga mà có dính líu đến bầu cử thì rất mạnh, nhưng gần đây có dịu đi và có thể có vẻ như có những lực lượng mà vẫn quan hệ xấu với Nga lại muốn khuấy lên những câu chuyện liên quan đến Nga để duy trì một cái không khí bài Nga chống Nga ở Mỹ, trên dư luận Mỹ. Thì theo tôi ở đây nó có những cái lý do nhất định. Thứ hai nữa, tôi muốn đặt vấn đề này trong một cái tình hình chung, không phải bây giờ mới có, mà những năm gần đây một thời gian khá dài thì cái sự chống Nga trên truyền thông của phương Tây, trong cả chính giới của phương Tây thì rất rõ rệt. Chúng ta cũng thấy những năm gần đây quan hệ Nga-Mỹ, quan hệ Nga-phương Tây rất căng thẳng. Thì đây là thêm một sự việc nữa trong cái tiến trình của những năm qua đẩy quan hệ giữa phương Tây với Nga căng thẳng lên. Đây thêm một vụ việc nữa. Vâng, cảm ơn nhà báo Nguyễn Đăng Phát. Thưa tiến sĩ Lê Đình Tĩnh, cách đây đúng một tuần thì chương trình Người Quan Sát cũng đã có một những cái phân tích bình luận về 15 năm cuộc chiến tranh Iraq và những cái hệ lụy của nó. Thì chúng ta cũng biết rằng là năm 2003 thì Anh và Hoa Kỳ đã tiến hành cái cuộc chiến tranh tại Iraq với một cái cớ là đất nước này sử dụng vũ khí giết người hàng loạt. Và đến thời điểm này thì đã có người mường tượng ra một cái kịch bản tương tự đang được áp dụng cho Nga khi mà Anh đưa ra cái cáo buộc là Nga đầu độc cựu điệp viên hai mang Sergei Skripal. Ông nghĩ sao về điều này? Tôi muốn tiếp cái ý rất là quan trọng của nhà báo Nguyễn Đăng Phát ở cái điểm là đây không phải là một cái sự kiện đơn lẻ trong cái quan hệ giữa Nga và Mỹ và phương Tây. Chúng ta thấy có cái gần đây nhất chúng ta có một chuỗi các hoạt động, đúng không ạ? Chúng ta thấy có cái sự căng thẳng giữa Mỹ, Nga và phương Tây liên quan đến cái vụ của điệp viên Litvinenko năm 2006. Rồi chúng ta có cái căng thẳng Mỹ-Nga phương Tây xung quanh câu chuyện về sáp nhập bán đảo Crimea. Rồi chúng ta thấy là cái sự cọ sát vai trò ảnh hưởng tại Syria và tại rất nhiều khu vực khác trên thế giới. Thành ra tôi muốn đặt cái sự kiện này trong cái bối cảnh đó để thấy rằng là những cái mâu thuẫn, và thậm chí tôi nghĩ rằng là có thể mâu thuẫn ở cái cấp độ chiến lược giữa Mỹ-Nga và phương Tây thì nó đã tồn tại từ trước. Và những cái sự kiện như vậy nó vừa là hệ quả của cái sự mâu thuẫn đó, và đồng thời nó cũng là cái giọt nước nó làm đẩy căng thêm cái sự căng thẳng giữa hai bên. Tôi nghĩ là cái cách nhìn nhận đó thì nó có lẽ là nó phù hợp hơn ở cái thay vì là chúng ta chỉ xem xét một cái sự kiện ở một cách đơn lẻ. Tôi cũng không loại trừ tất cả khả năng nào cho đến lúc mà có cái kết quả điều tra chính thức một cách khách quan khoa học và có sự tham gia của các tổ chức quốc tế, các nhà quan sát. Cái việc mà Mỹ và đồng minh trước đây đã tạo dựng cái bằng cớ Iraq cũng là một cái tiền lệ tôi nghĩ là không hay ở trong quan hệ quốc tế, và tôi không nghĩ thế giới muốn nhìn lại một cái tiền lệ như vậy. Mặt khác thì chúng ta cũng thấy rằng là có lẽ là một sự lặp lại một cái hiện tượng như vậy, tôi nghĩ cũng là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng mà cần phải được thảo luận trong nội bộ của Mỹ và phương Tây.
chứ không phải dễ dàng họ có thể ra đưa ra một cái cáo buộc như vậy, đúng ạ, bởi vì nó là một cái vấn đề rất nghiêm trọng. Vâng ạ, cảm ơn tiến sĩ Lê Đình Tĩnh và nhà báo Nguyễn Đăng Phát. Thưa quý vị và các đồng chí, cho đến thời điểm này thì phía Anh cũng chưa đưa ra những bằng chứng xác thực về vụ việc trên. Các cuộc điều tra thì cũng chưa đưa ra một kết luận gì. Tuy nhiên, cuộc chiến ngoại giao thì đã khởi đầu với việc trục xuất các nhà ngoại giao từ các nước liên quan và phía Nga cũng đã có những phản ứng cho riêng mình về vụ việc trên. Trước khi tiếp tục trao đổi với hai vị khách mời thì kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi tổng hợp sau của chúng tôi. Nước Nga đang sống trong những ngày căng thẳng đến mức ngột ngạt. Chỉ một thời gian rất ngắn sau khi Tổng thống Vladimir Putin tái đắc cử, cả nước Nga phải đối mặt với các thách thức ngoại giao lớn nhất trong vòng 30 năm qua, khi Hoa Kỳ, các nước Liên minh châu Âu, Australia, Canada và Ukraine đồng loạt trục xuất hơn 100 nhà ngoại giao Nga. Cho đến nay, đây là sự vụ chưa từng có trong lịch sử ngoại giao quốc tế, khi các quốc gia xung đột ngoại giao với một quốc gia khác mà nhân danh sự ủng hộ một nước thứ ba. Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Nga đã ra tuyên bố rằng hành động trục xuất các nhà ngoại giao Nga của một số quốc gia phương Tây là gây hấn một cách vô lý. Cụ thể, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova cho rằng trong lúc toàn bộ người dân Nga đang bày tỏ sự thương tiếc đối với các nạn nhân của vụ hỏa hoạn ở trung tâm thương mại, thì các quốc gia phương Tây lại công bố những hành động chống đối nhằm vào Nga, chứ không phải là những lời chia buồn hay sự đồng cảm. Bà Zakharova cũng khẳng định Nga sẽ đưa ra các biện pháp đáp trả vào một thời điểm thích hợp, đồng thời yêu cầu Anh và các nước ủng hộ Thủ tướng Theresa May phải đưa ra được bằng chứng đối với cáo buộc Nga đứng đằng sau vụ sát hại điệp viên hai mang Skripal và con gái tại Salisbury, Anh. Bên cạnh đó, Moscow cũng không quên cáo buộc chính quyền Anh không có khả năng bảo vệ an toàn cho công dân Nga trên lãnh thổ của mình, cũng như không quan tâm đến việc làm rõ động cơ đích thực của kẻ đã gây ra tội ác. Chính vì thế, Nga cũng bày tỏ nghi ngờ về việc tình báo Anh có can dự vào sự vụ này. Trong khi đó, ngày 27 tháng 3, nhiều tờ báo Nga đã đồng loạt lên án việc các nước phương Tây muốn gây ra một cuộc chiến tranh lạnh mới thông qua hành động đồng loạt trục xuất các nhà ngoại giao Nga. Một số nhà phân tích chính trị người Nga còn cho rằng đây không đơn thuần là chiến tranh, mà là một cuộc thập tự chinh chống lại Nga, và rằng những vụ trục xuất này chính là sự hủy diệt với quan hệ Nga-Hoa Kỳ, thậm chí là tình hình còn có thể tồi tệ hơn nữa. Trong một diễn biến liên quan, ngày 29 tháng 3, Nga đã chính thức thực hiện những hành động đáp trả lại đòn hội đồng của các nước phương Tây khi trục xuất 90 nhà ngoại giao của Hoa Kỳ và các nước phương Tây đang làm việc tại các cơ quan lãnh sự, đại sứ quán ở nước này. Trong khi đó, hơn 10.000 binh sĩ và 1.000 phương tiện quân sự, trong đó có một số vũ khí mới, đã được huy động để tham gia các cuộc tập trận của lực lượng tên lửa chiến lược Nga tại khu vực Urals. Đáng chú ý là cuộc tập trận quy mô lớn của lực lượng tên lửa chiến lược Nga diễn ra trong bối cảnh căng thẳng đang ngày càng gia tăng giữa Nga và các quốc gia phương Tây. Theo giới quan sát, Nga đang bị cô lập và bị dồn vào đường cùng theo cách này hay cách khác từ châu Âu. Tuy nhiên, việc đẩy Nga ra ngoài các vấn đề chính trị trên bình diện quốc tế là điều khó thành hiện thực, bởi Nga là một nước lớn và có tầm ảnh hưởng rõ ràng. Và với quyết định đồng loạt trục xuất các nhà ngoại giao Nga, phương Tây đã bỏ lỡ cơ hội để cải thiện mối quan hệ với Nga, một đối tác có tầm ảnh hưởng lớn, mà trái lại còn đẩy cục diện thế giới sang một hướng khó lường hơn rất nhiều trong thời gian tới. Thưa nhà báo Nguyễn Đăng Phát, theo ông thì hiện nay cái công cuộc điều tra đã tiến hành đến đâu rồi và liệu phía Anh có đưa ra những cái bằng chứng xác thực cho vụ việc trên hay không? Điều tra thì chưa đến một cái đích nào mà có lẽ dư luận mong muốn chờ đợi cả. Bởi vì có những điều mà phía Anh, Mỹ và các nước đồng minh nói thì dư luận cũng chưa rõ ràng, phía Nga cũng chưa đang phản bác. Theo tôi có lẽ phải sau ngày 4 tháng 4 mọi chuyện có thể rõ ràng hơn một chút, vì Nga cũng vừa mới đề nghị là tổ chức một cái kỳ họp bất thường của ban chấp hành tổ chức cấm vũ khí hóa học. Tại đấy thì Nga có đề nghị các nước phương Tây là phải nêu ra được các cái lập luận, các cái chứng cứ nó cụ thể, và Nga cũng sẽ xem xét và có những cái phát biểu, những cái lý giải, những cái phân tích của mình. Thì tới đấy có bao nhiêu đối tác tham dự, phương Tây có tham dự hay không, rồi phía Nga sẽ trình bày những gì, thì có lẽ cũng sau ngày 4 tháng 4 tại cái diễn đàn ấy mới tương đối rõ một số thông tin, một số lập luận của các bên.
Còn các nước đồng minh của Anh, các nước phương Tây thì họ ủng hộ Anh, như chúng ta vừa đề cập, trên cơ sở như bà Thủ tướng Đức nói là trên cơ sở phân tích của chính phủ Anh, và họ thấy nhiều khả năng là Nga can dự đến cái vụ việc này và họ ủng hộ Anh thôi, chứ những cái thông tin mà chúng ta được biết thì cũng chưa thấy những cái chứng cứ, những bằng chứng gì rõ rệt. Thứ hai là có một diễn biến cũng theo thông tin trên truyền thông thôi, là cô con gái của cựu điệp viên Skripal thì hiện nay hồi phục khá tốt, đã ăn uống được, và cựu điệp viên Skripal thì còn nặng hơn nhưng mà cũng có chiều hướng là được cải thiện về mặt sức khỏe. Vậy thì nếu như họ được hồi phục, họ vừa là nạn nhân vừa có thể là nhân chứng, thì họ sẽ có những thông tin gì không hay chăng? Thì tất cả những cái đó cũng đang ở phía trước. Nhưng theo tôi thì hiện nay các bên đang vừa qua một cái bước trả đũa ngoại giao mà chúng ta gọi là cuộc chiến ngoại giao, và đang chờ đợi tiếp ở những cái tiếp xúc, những cái diễn đàn để có lẽ cọ sát hơn về mặt pháp lý, về mặt chứng cứ nó cụ thể hơn. Vâng ạ. Thưa tiến sĩ Lê Đình Tĩnh, như chúng ta cũng đã biết thì phía Nga cũng đã đưa ra tuyên bố là họ sẽ đáp trả thích đáng với cái cuộc chiến ngoại giao mà phía phương Tây nhằm vào họ. Và bằng chứng thì có thể thấy là Nga cũng đã thông báo là trục xuất 60 nhà ngoại giao của Hoa Kỳ và các nhà ngoại giao của 23 nước khác. Đồng thời thì họ đã đóng cửa lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Saint Petersburg. Vậy theo dự báo của ông thì bước đi tiếp theo của Nga sẽ là như thế nào? Một trong những cái nguyên tắc mà chúng ta đều đã biết rất là quan trọng, có thể nói là quan trọng hàng đầu trong cái tiến hành các cái hoạt động ngoại giao trên thế giới hiện nay, trong thế giới đương đại hiện nay, đó là cái nguyên tắc có đi có lại, đúng không ạ? Và nước Nga đã làm đúng như vậy. Nước Nga đã thực hiện cái sự trả đũa của họ theo đúng cái nguyên tắc đó, tức là đối với Mỹ cũng như là đối với các cái nước ủng hộ Mỹ và Anh trong cái câu chuyện này, cũng như là cái việc đóng cửa cái tổng lãnh sự quán Mỹ tại Saint Petersburg. Tôi nghĩ là có lẽ là nó còn tùy thuộc vào cái bước leo thang của phía bên kia. Cái hành động tiếp theo của Nga nó sẽ tùy thuộc vào điều đó, vì cái nguyên tắc đó. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là có lẽ là cả hai bên đều cố gắng không muốn cái vụ việc nó leo thang tiếp, bởi vì cái vụ việc này nó đã nghiêm trọng và đã rất đáng tiếc trong quan hệ. Người ta nói rằng là có lẽ là phải mất một thời gian rất dài nữa thì các bên mới khôi phục lại được cái quan hệ nói chung, cũng như là xử lý những cái vấn đề mà do những cái sự thiếu hụt của về nhân sự, về ngoại giao cụ thể như vậy gây ra. Thành ra tôi nghĩ rằng là các bên sẽ cố gắng là đưa ra một cái tín hiệu dù là hợp tác hòa giải như thế nào đó để không vụ việc nó đi theo một cái hướng cứng rắn hơn. Nhưng mà ở trong cái phông đằng sau đó, ở cái phía phông đằng sau thì tôi nghĩ hai bên vẫn duy trì quan điểm rất là cứng rắn. Ví dụ chúng ta thấy rằng là nước Nga không chỉ có phản ứng về mặt ngoại giao đâu. Hôm qua chúng ta thấy rằng là nước Nga còn cho tiến hành thử một cái tên lửa xuyên lục địa mà họ cho rằng đây là cái tên lửa có cái tầm bắn và sức mạnh lớn nhất từ trước đến nay. Thì để chúng ta thấy rằng là cái lập trường rất là mạnh mẽ như vậy vẫn hoàn toàn tương đồng với cái lập trường của Tổng thống Putin đưa ra trong cái bản thông điệp liên bang lần thứ 14 mà chúng ta có cái dịp phân tích một vài tuần trước đây. Tôi nghĩ là nhìn tổng thể thì có lẽ hai bên sẽ cố gắng tránh một cái tình huống chiến tranh lạnh, và cái sự căng thẳng dù đến mức nào đi đó nữa thì cũng không dẫn đến cái sự xung đột và đối đầu. Và tôi nghĩ rằng là cái tình huống xấu nhất là cái tình huống nó để cái tình hình diễn ra ngoài cái vòng kiểm soát. Thì đó có lẽ là những cái dự báo của tôi vào cái thời điểm này. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Lê Đình Tĩnh. Thưa nhà báo Nguyễn Đăng Phát, có nhiều người họ đưa ra một cái nhận định, đấy là những cái diễn biến gần đây mới chỉ là bước khởi đầu và tương lai thì có thể sẽ xảy ra một cuộc chiến tranh lạnh mới. Ông nhận định như nào về điều này? Cách đây một hôm thì Bộ trưởng Ngoại giao Serbia khi mà nhận xét về những cái cuộc trả đũa hiện nay giữa Nga và phương Tây ấy, thì ông nói là bây giờ không phải chiến tranh lạnh nữa mà là chiến tranh giá rét rồi, tức là rét hại rồi, lạnh băng giá rồi, chứ không phải là lạnh nữa, tức là cấp độ cao hơn, nguy hiểm hơn. Thì tất nhiên chiến tranh lạnh theo khái niệm trước đây thì nó có những tiêu chí khác, chẳng hạn một trong những nền tảng của chiến tranh lạnh trước đây thời đối đầu Đông Tây, tức là đụng đầu về ý thức hệ giữa Liên Xô phe xã hội chủ nghĩa với phe bên kia. Thế nhưng mà bây giờ cái nền tảng này có vẻ là không còn nữa, mà tại sao lại khi Liên Xô tan rã rồi chuyển sang cái thời kỳ nước Nga độc lập ấy, thì lại có những cái vấn đề như hiện nay. Nhưng tôi muốn, tôi theo dõi về Nga thì tôi muốn nêu một nhận xét thế này: những năm đầu nước Nga khủng hoảng và suy yếu thời Tổng thống Yeltsin đấy, thì quan hệ không căng thẳng như thế này, nhưng khi Nga từng bước mạnh lên, vững lên và có vai trò tiếng nói trên trường quốc tế, và Nga đòi hỏi ứng xử với Nga như một nước lớn trong một thế giới đa cực chứ không phải đơn cực, trong một thế giới đa trung tâm chứ không phải chỉ một trung tâm, thì tình hình cứ căng thẳng lên. Và do đó thì dựa vào tiêu chí nào để đánh giá chiến tranh lạnh hiện nay còn hay không thì cũng theo tôi tùy từng nhà nghiên cứu, tùy từng quan điểm.
Nhưng mà hiện nay có một số điểm khác so với trước đây thế này, tức là cuộc đụng đầu ngoại giao hiện nay tạm gọi là đang căng thẳng giữa Nga và phương Tây hiện nay, nhưng nó không cuốn hút cái phần còn lại của thế giới vào. Chỉ có Nga với những nước này, những nước này với Nga thôi, chứ nó không cuốn hút những cái lực lượng những nước khác ở những cái vùng khác theo cái xu thế này. Hai nữa, theo tôi nghĩ thì tới đây thì ta cũng mong thế, tức là không có đụng độ nóng, xung đột quân sự giữa hai bên. Các bên có lẽ củng cố, kiềm chế và tránh. Nhưng mà lĩnh vực kinh tế thì cuộc chiến cũng sẽ rất quyết liệt. Chúng ta hiện nay đã thấy là nó có nhiều biểu hiện của chiến tranh lạnh thật sự rồi, tức là ngăn cấm chuyển giao công nghệ cho Nga. Bên phương Tây có công nghệ hiện đại hơn, tốt hơn trong nhiều lĩnh vực, thì ngăn cấm chuyển giao công nghệ cho Nga. Các cái nguồn tài chính cũng ngăn chặn để đổ sang Nga. Rồi cả cái quan hệ kinh tế cũng ngăn chặn để Nga khó mà hưởng lợi. Rồi thị trường năng lượng là một thế mạnh của Nga thì cũng bị tìm cách hạn chế phong tỏa. Thì đấy thực ra là đã là chiến tranh kinh tế, chiến tranh lạnh. Và theo tôi nghĩ cái lĩnh vực này sẽ còn tiếp tục. Thì tuy nó khác so với cuộc chiến lạnh trước đây, thời đổi đời Đông Tây, nhưng hiện nay hai bên cũng đang rất căng thẳng. Và thời gian tới trước mắt, theo cá nhân tôi thì cũng tiếp tục căng thẳng trên lĩnh vực quan hệ ngoại giao và quan hệ kinh tế giữa Nga với phương Tây và một số nước khác. Vâng ạ, xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Đăng Phát và tiến sĩ Lê Đình Tĩnh đã dành thời gian đến với chương trình Người Quan sát ngày hôm nay cùng với những phân tích hết sức sâu sắc của mình. Thưa quý vị và các đồng chí, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 29 tháng 3 thì đã cảnh báo rằng quan hệ Nga-Hoa Kỳ đang ngày càng xấu đi và hướng tới tình trạng một cuộc chiến tranh lạnh trước đây, đồng thời kêu gọi Nga và Hoa Kỳ tái thiết lập các đường dây liên lạc từ thời điểm chiến tranh lạnh nhằm hạn chế gia tăng căng thẳng. Chưa biết những căng thẳng này thì sẽ dẫn tới đâu, nhưng nó báo hiệu cho sự rạn nứt mà nếu không kịp thời hàn gắn thì nó sẽ dẫn tới những hậu quả khó lường khi mà thế giới với nhiều điểm nóng hiện nay vẫn đang rất cần sự bắt tay, hợp tác của các cường quốc, đặc biệt là Nga và Hoa Kỳ. Phần bình luận trong chương trình Quan sát ngày hôm nay thì xin được dừng lại tại đây. Ở phần cuối của chương trình, mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi một số sự kiện quốc tế đáng chú ý diễn ra trong tuần vừa qua. Quý vị có thể xem lại chương trình tại địa chỉ website qpvn.vn. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt. Ngày 28 tháng 3, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA xác nhận nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã có chuyến thăm Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Kim Jong-un kể từ khi nhậm chức năm 2011. Hai bên đã trao đổi về quan hệ song phương và tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Ông Kim Jong-un cũng khẳng định sẵn sàng đối thoại và tiến hành cuộc họp thượng đỉnh với Hoa Kỳ dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 5 tới. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa sa thải Bộ trưởng Bộ Cựu Chiến binh Hoa Kỳ David Shulkin và đề cử ông Ronnie Jackson, bác sĩ của Tổng thống, lên thay thế. Ông Shulkin là quan chức mới nhất rời chính phủ dưới thời Tổng thống Donald Trump sau Ngoại trưởng Rex Tillerson và Cố vấn An ninh Quốc gia McMaster. Ông Shulkin bị cáo buộc sử dụng công quỹ vào những vấn đề cá nhân. Trước mắt, Thứ trưởng Robert Wilkie sẽ tạm thời đảm nhiệm cương vị Bộ trưởng Bộ Cựu Chiến binh cho tới khi quyết định bổ nhiệm ông Jackson được Thượng viện thông qua. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, Nga sẽ vẫn để mở cánh cửa cho cuộc gặp giữa Tổng thống Putin với người đồng cấp Hoa Kỳ, bất chấp việc mới đây Hoa Kỳ đã trục xuất nhiều nhà ngoại giao Nga. Trước đó, vào ngày 21 tháng 3, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã gọi điện chúc mừng người đồng cấp Nga Vladimir Putin tái đắc cử, đồng thời cho biết hai nhà lãnh đạo Hoa Kỳ và Nga sẽ sớm gặp nhau. Ngày 28 tháng 3, Bộ Môi trường Anh đã công bố chiến lược mới nhằm giảm thiểu rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa. Theo đó, người tiêu dùng Anh sẽ phải trả thêm tiền khi mua đồ uống đựng trong các chai nhựa, thủy tinh và kim loại dùng một lần. Quy định này sẽ được giới thiệu rộng rãi tại Anh để lấy ý kiến dư luận trước khi chính thức đưa vào thực hiện. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ vừa cảnh báo về sự xuất hiện của một đợt virus cúm mới tại nước này. Theo đó, một dạng khác của virus cúm B đang gia tăng và hiện chiếm tới 60% số trường hợp mắc bệnh cúm được thống kê. Dù là ở thể nhẹ hơn, nhưng virus cúm B có xu hướng ảnh hưởng đến trẻ nhỏ nhiều hơn. Tuy nhiên, cơ quan này cũng cảnh báo những người trưởng thành đã mắc cúm A cũng có thể bị nhiễm virus cúm B trong cùng một mùa.